Và hôm nay tôi và bạn Đức Anh sẽ tập bài lật biên. Và cái lật biên này là tôi yêu cầu bạn Đức Anh sẽ lật sệt và làm sao bạn ấy chạy đến phía góc cột đằng kia, và bạn ấy lật làm sao để trúng được qua hai cái marker này, nghĩa là lọt qua. Và tôi đang yêu cầu bạn chạy dọc biên này, chạy tốc độ lên một chút này, và làm sao mà bạn có thể xoay vặn được người để có thể ban được đường bóng được qua được cái hai cái marker này. Và tôi đang đứng ở giữa hai cái marker này. Ok, chạy đi em. Chưa chính xác. Bài tập này mà các cầu thủ nào mà chạy biên chạy cánh thì rất dùng rất là nhiều. Và yêu cầu bài này là ban truyền phải rất là tốt với những cái người đồng đội mà đang ở phía đó, trước khung thành. Đây mới chỉ là tập sệt thôi, còn lật bổng thì nó sẽ khác. Tốt. Ở bài tập này thì nếu mà bạn nào mà chạy tốc độ biên mà cao quá mà đến phía sát góc kia bạn sẽ ban thẳng hạn ấy, thì thường sẽ bị lao người ra khỏi biên. Tốt. Chính xác vào cái cổ chân, khéo lên. Tốc độ làm chủ tốc độ này, và phải làm chủ được cái tốc độ này, và hai là cái chân phải khéo, rất là khéo thì mới có thể ban chính xác được qua cái marker này. Hiện tại thì đây là chúng tôi mới tập ở cái mức độ sân nhỏ thôi, chứ còn sân lớn thì chưa được. Bạn Đức này thì cái khả năng vặn người của bạn rất là kém, nên là tôi đang cố gắng tập nhiều cho bạn ấy để bạn có thể chạy biên được. Đấy các bạn thấy không, đường bóng nó rất là yếu. Từ đây sang kia, từ cái đoạn marker này sang cái chỗ bạn Đức thì chắc cũng chỉ khoảng 10m ấy, 10 đến 15m thôi. Mà lật được như thế mà đường bóng nó chưa được rõ ràng mà bóng rất là nhẹ. Cố gắng phải lật phải căng à. Đức hiểu chưa? Tốt. Và cái đường bóng các bạn nên nhớ là nếu mà tập ở sân nhỏ đấy nhá, thì cái đường bóng nó phải lì, nó phải nhanh, chuẩn xác. Thì khi mà bạn áp dụng ở sân lớn ấy, thì tầm 20 đến 25 mét đường bóng nó mới rõ ràng và chính xác được. Chứ còn nếu mà bóng mà các bạn vặn người ấy, các bạn đưa bóng chậm quá thì dễ bị đối phương cản phá mất. Yêu cầu đường bóng sệt phải chính xác. Nếu mà chính như sân lớn ấy thì cái đường bóng ở góc kia thì nó phải đến sát đường biên như này thì mới các bạn mới đảm bảo yêu cầu là đá sân lớn được. Nghĩa là khi các bạn ban từ góc ấy, ví dụ tôi đứng ở đây chẳng hạn ấy, thì các bạn lật cánh từ đằng kia mà đến chỗ tôi này được khoảng 20m thì mới đạt yêu cầu. Còn đây mới gọi là sân nhỏ thôi. Tốt.